từ khóa chó Pitbull trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người suốt thời gian qua. Và không ngẫu nhiên mà nó lại xếp đầu bảng trong danh sách những giống chó nguy hiểm nhất với con người. Từ trưa nay, dư luận lại xôn xao trước một sự việc đau lòng nữa xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 28 tháng 8, trong lúc cho chó ăn thì bà Dê, 64 tuổi ở xã Quảng Phụ, huyện Quảng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ bị con chó Pitbull tấn công. Dù được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi và tử vong vào hôm qua. Con vật được gia đình này nuôi hơn 1 năm và nặng khoảng 40 kg. Đây không phải lần đầu những sự việc đau lòng như vậy xảy ra. Trước đó, cháu bé 8 tuổi ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bị chó Pitbull cắn chết, khiến dư luận phẫn nộ và xót xa. Hay vụ việc tại Đà Nẵng, hàng xóm thả chó dữ, trong đó có một con Pitbull nặng 40 kg, để tấn công người nhằm giải quyết mâu thuẫn, đến nỗi công an phải vào cuộc. Vậy mới thấy, chẳng phải ngẫu nhiên mà Pitbull được mệnh danh là sát thủ, chiến binh hay võ sĩ giác đấu. Cơ bắp cuồn cuộn và cặp hàm chứa lực cắn khủng khiếp có thể đâm gãy xương đùi của một con bò trưởng thành chỉ bằng một cú tát. Vâng, và theo thống kê của National Geographic, một tạp chí khoa học của Mỹ cho thấy từ năm 2005 đến năm 2015, loài vật này giết chết hơn 230 người, tức là cứ 17 ngày thì có một người thiệt mạng. Còn ở nước Anh, chó Pitbull thậm chí còn bị cấm nuôi.